Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay giới thiệu cho mọi người em Senko. Đợt này thì với rất là nhiều mẫu để bàn, mới nguyên hộp, những cái dòng mẫu khác nhau. Thế nên là các bác mà muốn tranh thủ săn những cái em độc lạ để trưng Tết nhà mình thì mua từ đặt cọc từ ngay bây giờ. Em Senko này cũng là một trong những cái mẫu đầu tiên mà shop Sơn Japan về. Thì em này thực ra là ở ngoài nhìn khá là bề thế, bởi vì là chiều ngang nó rất là to. Cái kiểu này, cái này không phải bẩn đâu mọi người nhá. Cái này nó hơi có chút màu vân cà phê. Cái này nó giả kiểu vân đá ấy mọi người, thế nên là không phải bẩn. Mới đầu em cũng tưởng bẩn, nhưng mà thực ra khi nhìn kỹ thì mới biết là các vân mây của nó rất là đẹp. Mình nhìn ở ngoài sẽ rõ hơn ở trên clip mọi người nhá. Nền vàng đồng kết hợp với cái nền trắng, vân trắng thì nó tạo ra một chiếc đồng hồ khá là lạ mắt. Về bố cục phần dưới có bộ phận lắc xoay, mặt số khá là to, mọi người để rất là rõ ràng. Các bác nhà, bác nào có các cụ lớn tuổi vẫn nhìn thoải mái. Đôi khi thì có những chiếc đồng hồ mặt số nó khá là nhỏ, thì em này là một trong những cái mặt khá là to rồi. Ở Nhật thì hay thiết kế phần đằng sau có phần tráng gương để nó xoay thêm, làm mình có cảm giác là nhiều bộ phận lắc xoay đang xoay này. Phần đằng sau đây, em này thì chạy hai viên pin mọi người nhé. Một viên pin cho bộ phận giờ, một viên cho bộ phận lắc xoay. Đây, cách chỉnh giờ người ta ghi rõ ràng. Cái này thì em sẽ có clip riêng để hướng dẫn các bác cách chỉnh giờ của em đồng hồ này. Vì là hàng mới nguyên hộp nên là có sách cũng như là phiếu bảo hành đi kèm của hãng đây. Senko BI236G, mã của shop Sơn Pan là 445. Mọi người có thể tham khảo 445 ở trên tất cả các kênh bán hàng tại shop của shop. Size là 27x24, một chiếc đồng hồ để bàn khá là to. Ở phần giữa thì còn thêm cách điệu, chẳng hiểu sao quay nó hơi bị mới ạ, nhưng mà ở nhìn ngoài, nhìn thực tế rất là đẹp. Cái phần cách điệu ở giữa đây, hoa kim trôi. Nhiều bác thích kim trôi thì có thể tham khảo em đồng hồ này. Vừa rồi thì shop Sơn Japan là giới thiệu cho bác một em đồng hồ Senko đập hộp. Các bác mà muốn biếu tặng cũng như là muốn tư vấn thêm về các sản phẩm đồng hồ khác nữa thì có thể inbox cho shop Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.